Hello, xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong livestream của DK ngày hôm nay. Hôm nay thì mình vừa mới làm xong, sửa xong một cặp lông mày. Thật sự là rất là khó, cho nên là mình muốn chia sẻ đến mọi người để cho mọi người có một cái góc nhìn nó thật sự là khách quan và tích cực để chúc mừng cho bạn gái đã có một cặp lông mày mới thực sự là rất là đẹp luôn. Bạn ơi, bạn cho mình hỏi bạn đến tên là gì và đến từ đâu ạ? Em tên là Nhàn ạ, đến từ Hải Phòng ạ. À vâng ạ, và đây mọi người có thể nhìn thấy là cái tình trạng lông mày cũ của bạn Nhàn nhé. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ, cực kỳ xanh. Đấy, xanh lá luôn, và bạn có rất nhiều sẹo. Và thêm một điều nữa là bạn ấy đã làm mày bị trổ này, rồi là bị lem nhem mấy màu mực này, vết mực da rất là nhiều. Đó. Và đây là hình ảnh của bạn ấy cách đây có khoảng tầm 40 phút thôi. Tức là trước đây 40 phút là một cặp lông mày hỏng như vậy, và đến bây giờ là sau 40 phút thì là một cặp lông mày đẹp như thế này. Nhà nơi bạn cho mình hỏi là lý do vì sao mà bạn lại làm lông mày mà lại bị hỏng, và bạn có cảm thấy là sau khi làm lông mày bị hỏng như vậy thì mình có bị mất tự tin không? Em có mất tự tin mà không giao tiếp nó cũng không được thoải mái ạ. Dạ vâng ạ. Bạn làm cái lông mày hỏng này được bao lâu rồi? Em làm cũng được gần 2 năm rồi. Gần 2 năm rồi. À, vì lý do vì sao mà bạn phải chịu đựng cái lông mày ấy tận 2 năm, bạn chưa tìm đến một cái chỗ nào yên tâm để sửa hay sao? Dạ đúng rồi ạ. Em cũng muốn đi sửa nhưng mà chưa tìm được cái chỗ nào ưng ý, nên là em biết đến DK thì em có xem qua Facebook ạ. Vâng. Em đến em làm ạ. Dạ vâng. Dạ. Nhà đây bạn cho mình hỏi một chút là ngày xưa khi mà bạn làm lông mày ấy, là bạn làm ở gần nhà đúng không ạ? Dạ. Hay là làm ở Châu Minh sinh sống đúng không ạ? Vâng ạ. Và cái lúc mà bạn làm và so với cái lần này, cái cảm giác của bạn làm ấy, bạn thấy nó có khác nhau không? Có, khác nhiều ạ, thay đổi màu sắc hoàn toàn ạ. Dạ vâng. Dạ. Cái lần trước bạn làm có đau không? Làm trước làm đau ạ. Đau đúng không ạ? Và bong ra thì thật sự cái màu mực quá là kinh khủng luôn ấy, dáng mày thì quá là xấu. Thật sự là mình, bản thân mình là một người làm nghề mà mình cũng không thể nào mà chấp nhận một cái cặp lông mày mà nó xấu đến mức độ đấy trên mặt khách hàng đó. Bạn cho mình hỏi thêm một chút là trong cái quá trình mà trước khi bạn đến DK để tìm hiểu để sửa máy thì bạn đã từng sửa chỗ nào khác chưa? Em có rồi, cũng ở dưới phòng ạ. Cũng ở dưới phòng, tức bạn đã xóa rồi à? Vâng ạ, em cũng xóa rồi. Và xóa rồi thì lần này bạn cũng đã xóa DK, và sau khi vừa xóa xong thì tớ đã làm mày cho bạn luôn, bởi vì bạn ở rất là xa. Vậy thì bạn cho mình hỏi là cái lần trước xóa và cái lần này xóa thì nó khác nhau như thế nào? Lần trước xóa rát, đau lắm. Vâng. Mà kiểu bong chóc á. Vâng, bong chóc chảy máu đúng không ạ? Và về tổn thương sâu đúng không ạ? Vâng. Và bao nhiêu lâu sau mới bình phục hả bạn? Phải tầm một tháng mới đỡ đúng không? Vâng, đúng ạ. Và trong thời gian đấy thì nó rất là bất tiện trong cái việc sinh hoạt của mình đúng không? Vâng ạ. Và bởi vì là lần trước mà bạn bị bong chóc chảy máu như vậy, cho nên là lần này bạn mới quyết tâm là đến DK để hút sửa đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Và như mọi người có thể nhìn thấy là sau khi mà bạn Nhàn hút sửa lông mày tại DK, đây là lần đầu tiên mình đã xử lý lại cái nền cho bạn Nhàn, và sau đó thì mình đã đi sợi cho bạn ấy. Thực sự để một cái ca khó như này, tức là hoàn toàn không có lông này, rồi là bị sẹo này, bị chai này, cha ra lần trước hút này, rồi là bị đi sâu quá, bị chai này và màu mực xanh lá, thì đây là một cái thành quả cực kỳ thành công và đòi hỏi kỹ thuật rất là cao, các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, vừa che được nền này, vừa xử lý đi sợi cho bạn ý. Và bạn Nhàn ơi, cái lần này mới làm được khoảng tầm 70% thôi. Và lần sau khi bạn Nhàn lên kiểm tra thì tớ sẽ rộng lại cho bạn, lúc ấy thì cái lông mày của bạn nó sẽ hoàn thiện 100% nhé. Dạ vâng ạ. Và đây là cái kết quả lần 1, nhưng mà đã khiến cho Nhàn khá hài lòng đúng không Nhàn? Dạ vâng ạ, đúng ạ. Nhàn thấy cái dáng mày rồi là trong quá trình làm mình có đau đớn hay khó chịu, và thành quả như thế nào? Dáng mày em ưng ạ. Lúc làm cũng không đau lắm ạ. Vâng. Nhẹ nhàng hơn. Vâng. Và trong một cái dịp mà đầu năm mới như thế này thì không biết là Nhàn có muốn chia sẻ gì với các bạn đang xem livestream không? Em đầu năm mới em chúc tất cả đi cây, mọi người đi cây nhiều sức khỏe. Em mong mà mọi người sẽ tìm đúng đến địa chỉ làm đẹp cho đôi lông mày của mình. Dạ vâng. Và cảm ơn bạn Nhàn rất là nhiều nha. Đi một quãng đường rất là xa từ Hải Phòng lên tận DK để làm dịch vụ, và chúc cho Nhàn sẽ luôn xinh đẹp. Dạ và vâng. Mong rằng là sau khi nhận được một cái sản phẩm đẹp ưng ý như thế này thì Nhàn sẽ tiếp tục giới thiệu nhiều bạn bè đến với DK nhé. Vâng ạ, vâng ạ. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo. Vâng ạ, em cảm ơn ạ.